Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bức xúc khi bị đồn đã qua đời. Vừa qua, tại đám tang tiễn đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, có rất nhiều YouTuber tập trung đông đảo để ghi hình. Nhân dịp này, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long quyết định nói lên điều anh bức xúc trong thời gian gần đây. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nhắn gửi đến họ rằng đừng đưa những thông tin sai sự thật, điển hình như việc đưa tên Kim Tử Long lên YouTube và nói rằng anh đã ra đi. Điều này khiến nam nghệ sĩ cảm thấy rất bức xúc và tổn thương. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nói, những gì đưa lên YouTube phải đúng sự thật và chính xác, đừng nên làm những điều không đúng sự thật, giống như không nên đưa tên Long lên YouTube và nói rằng Long đã ra đi. Bây giờ ai đưa lên thì Long không biết, nhưng như vậy là không được, sẽ tổn thương người bị đưa lên. Cộng đồng mạng cũng không còn tin tưởng vào những YouTuber của mình nữa. YouTuber là phải chân chính, phải đưa tin đúng sự thật. Cảm ơn mọi người. Cách đây không lâu, nam nghệ sĩ bất ngờ bị réo tên vào những ồn ào liên quan đến cờ bạc. Dù là chuyện cũ, nhưng YouTuber đã đào lại và cố tình không ghi rõ ngày tháng để khán giả hiểu lầm với mục đích câu view. Thực tế, trong một lần đi hát đám cưới tại Vĩnh Long, anh đã vô tình có mặt tại điểm đánh bạc ở tiệc cưới đó. Sau khi điều tra, lực lượng công an cũng đưa ra kết luận rằng Kim Tử Long vô tội và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Anh nói, tôi mong các YouTuber có đưa tin về tôi thì phải đưa tin mới, đừng đưa tin cũ nữa. Chuyện tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là một sự vô tình chứ không cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng ra văn bản nhận định tôi vô tình, không có tội gì hết nên đã được miễn hình phạt. Giấy tờ tôi vẫn còn đây, vậy mà mọi người lại giật lên là tôi bị bắt. Không để ngày tháng là từ bao giờ. Như vậy rất tội cho tôi rất buồn, rất đau.